xin chào cả nhà ha hôm nay thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình một cái chi tiết nhỏ trong áo dây đó là chúng ta sẽ may cái dây à, tăng đơ lên lên xuống á, để làm cho gia giảm cái chiều dài của cái sợi dây này nè ha à, thì à, nhân tiện là mẹ bóng may một cái mẫu đầm dây như thế này thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn mình sơ qua cái cách may dây này như thế nào luôn thì à, để may cái dây này thì mình sẽ cần có chuẩn bị một cái bộ tăng đơ như thế này bộ này thì các chị có thể mua ở các cái tiệm phụ liệu may À, và mình sẽ cần có cái sợi dây ha sợi dây để mình may cái phần à, phần dây á thì cái phần dây này mình sẽ may lộn ha à, mình sẽ may lộn thì ở đây mẹ bóng sẽ chiếu sơ qua cái cách mẹ bóng may lộn luôn là mẹ bóng sẽ à, luồn chỉ à, có nhiều cách lắm các chị có thể là may xong rồi các chị à, luồn ghim băng hoặc là luồn cái à, à, cái cái kẹp tâm á, để mình à, mình lộn cũng được ở đây thì mẹ bóng sẽ luồn chỉ trong quá trình may như thế này ha À, thao tác thì như trên video à, sau khi luồn chỉ xong thì mình sẽ kẹp cái sợi chỉ này vào để mình may lưu ý là mình đừng có may lên cái sợi chỉ ha à, mình sẽ may hết một cái đoạn dây như vậy à, và mình cái sợi chỉ này nó phải dài hơn cái đoạn dây của mình à, để mình có thể nó, nó lòi ra ngoài để khi mình may xong mình rút á à, vừa may mình vừa kẹp sát vào như thế này để mình không có may lên cái sợi chỉ của mình ha sau khi may xong rồi thì mình sẽ nắm sợi chỉ và mình lộn ra thôi thì rất là nhanh à, mình có thể là gọt bớt cái phần đầu đi để cho nó gọn để mình lộn cho nó dễ và cái mép đường may mình cũng nếu như mà nó dư nhiều thì mình cũng có thể gọt bớt đi để khi mình lộn cho nó êm cái sợi dây ha sau khi gọt xong thì mình nắm cái sợi chỉ mình rút mình rút từ từ cái phần đầu này nó chỉ cần chui vào được ở bên trong là lúc đó mình sẽ rút rất là nhanh rất là dễ phần đầu thì nó hơi khó một chút sau khi mà nó đã lộn được vào bên trong rồi thì mình sẽ rút rất là nhanh mình sẽ rút từ từ qua ha làm bằng cách này thì các chị rất là nhanh nè đỡ phải luồn kim băng đỡ phải luồn cái 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 kẹp tóc đó thì như vậy là chúng ta đã rút xong một cái sợi dây như thế này rồi và chúng ta đã có dây rồi thì chúng ta sẽ đi ủi ha, ủi cho nó nằm êm. Sau khi ủi nằm êm xong bây giờ các chị sẽ cắt một cái đoạn ra để mình may với cái chi tiết đầu tiên của cái tăng đơ này đó là cái vòng tròn đó các chị ha. Đó, mình cắt một đoạn khoảng 6 xăng gấp đôi lại còn 3 xăng, 4 xăng thôi ha, khoảng 6 tới 8 xăng Rồi mình sẽ may chặn ha, mình luồn cái vòng tròn vào và mình sẽ may chặn lại luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng tới cái đoạn dây còn lại mình sẽ luồn qua cái vòng tròn này và mình sẽ sử dụng cái 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 chi tiết thứ hai của cái tăng đơ cái mà có cái phần 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 gạch ở phía giữa đó, cái phần phần cây cái cây ở phía giữa đó ha, mình sẽ luồn một đầu một đoạn ngắn như thế này, cái đoạn này mình sẽ may chặn ha và mình sẽ tiếp tục luồn tiếp cái đoạn thứ hai nằm lên phía trên là cái phần này nó sẽ may ở phía thân trước nè các chị sẽ luồn như trong video ha các chị ha luồn gấp uh, gấp luồn hai lần như vậy đó và cái phần phía dưới này mình sẽ may chặn lại nè đó phần phía dưới này mình sẽ gấp lại và mình sẽ may chặn với cái sợi dây bên dưới nha may chặn với một cái sợi dây bên dưới thôi còn cái sợi dây bên trên thì mình sẽ để thoải mái à, để nó có thể gia giảm được ha rồi ở đây mẹ bóng sẽ làm lại một lần nữa cho mình coi ha mình sẽ luồn sợi dây vào như thế sau đó mình sẽ lấy một đoạn đầu nè cái đoạn mà mình lộn á À, mình sẽ luồn lần thứ nhất nè. Lần thứ nhất cái luồn lần thứ nhất này á, là mình sẽ may chặn. Sau đó mình sẽ luồn lần thứ hai nè ha. Luồn lần thứ hai lên trên thì cái cái sợi mà lần thứ hai này á, thì nó sẽ được may với cái thân trước. Đó. Và nó sẽ thoải mái như vậy để mình có thể tăng giảm. Còn cái cái lần luồn thứ nhất thì mình bây giờ mình sẽ may chặn nó lại nè. Đó, mình sẽ phải kéo cho nó ngắn ngắn thôi và mình sẽ may chặn nó lại ha. rồi sau khi chặn xong thì chúng ta đã hoàn thành xong cái dây tăng đơ này rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách may cái dây này vào trong cái thân luôn ha nhưng tiện mẹ bóng may thì mẹ bóng sẽ quay luôn à, cái, đầu, cái đầu mà có vòng tròn á, thì mình sẽ may với phần thân sau còn cái đầu dây thoải mái thì mình sẽ may với thân trước à, bây giờ mình sẽ lấy cái phần thân trước ha à, mình sẽ may lượt trước mình sẽ dùng hai sợi dây này mình lượt vào cái thân trước khi lượt thì các chị lưu ý là mình sẽ lật mặt phải úp với mặt phải nha, để khi mình lộn ra nó, nó nó cùng mặt với nhau. Đó mình sẽ lấy mặt phải úp mặt phải như thế này và mình sẽ may lượt vào cái vị trí mà đầu dây mình muốn. À, sau khi mình lượt xong rồi thì mình lấy cái nẹp, mình sẽ đặt hai mặt phải ướp vào nhau. À, lấy cái nẹp là đặt hai mặt phải ướp vào nhau ha và mình sẽ may cái đường cong nách và đường cổ. khi may tới cái góc thì các chị nhớ lưu ý là chỉnh cái sợi dây cho nó nằm thẳng nha nếu không là các chị sẽ may đè lên cái sợi dây của mình thì khi mình lộn ra nó không có có đẹp ha cái sợi dây nó phải nằm đúng ngay cái góc nên là khi may các chị nhớ chỉnh cái sợi dây nó nằm đúng ngay cái góc của mình rồi mình mới may ở bên này thì các chị cũng sẽ tương tự như vậy ha mình sẽ chỉnh cái sợi dây thật thẳng và mình sẽ may đúng ngay cái góc thì cái sợi dây nó nằm mới chuẩn sau khi may xong thì các chị sẽ bấm góc những góc nhọn những đường cong các chị sẽ bấm sau đó thì mình sẽ lộn ra để mình mí một ly khi khi mà mí một ly á khi mà mí một ly á thì các chị lưu ý là mình sẽ vuốt cái đường may về phía nẹp nha và mình sẽ may đường mí một ly lưu ý là khi vừa may thì mình phải vừa vuốt cái đường may tại vì khi mà mình bấm ra rồi đó thì 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 lúc mà mình đưa vào chân vịt nó rất là dễ bị lật qua bên phía còn lại À, thì khi mí nó sẽ cái cái đường cong nó sẽ không êm nên là vừa may thì các chị sẽ phải vừa vuốt cái à, đường may của mình à, để cho nó nằm đúng êm về phía nẹp để mình mí rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần thân trước bây giờ mình sẽ lấy thân sau à, mình lấy thân sau và mình cũng sẽ đặt cái đầu dây còn lại vào cái vị trí mình cũng nhớ là lấy mặt phải ướp mặt phải ha à, đặt cái đầu dây vào đúng cái vị trí và mình may định hình các chị lưu ý là khi may cái này các chị nhớ kiểm tra để cái dây của mình nó không có bị xoắn nha À, định hình xong thì các chị sẽ dùng cái nẹp của thân sau các chị sẽ đặt mặt phải ướp mặt phải lên và mình cũng sẽ may tương tự như thân trước à, may xong thì các chị cũng à, bấm các cái đường cong à, bấm cái góc và chúng ta sẽ lộn ra để mí một ly y như là phần thân trước à, như vậy ha. Rồi và khi mà chúng ta đã mí xong rồi thì chúng ta sẽ đi ủi êm và như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần may dây có tăng đơ lên xuống tăng giảm như thế này cho phần áo dây của mình. Chúc các chị sẽ thành công với cái mẫu này nha. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.